những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở. Ngay sau khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở. 1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng, thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét. 2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 9095, để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế. 3. Che kín mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khỉu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng và thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và bịt kín miệng túi. 4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy. 5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa. 6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học. 7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.